Are you ready? We ready. Lần nữa tiếp tục quý vị ơi, cái này nó nhanh hơn nha, sống động hơn nha. Let's go. Hey. Cô dâu Võ Như Khanh và chú rể Nguyễn Vĩnh Kỷ. Đây là cái đám cưới đầu tiên mà Duy Minh vỗ tay. Cái đám cưới đầu tiên mà Duy Minh thấy được rằng là cô dâu chú rể vừa hát mà vừa nhảy luôn. Chứng tỏ rằng đây là một cái gia đình nghệ sĩ, phải nói là con nhà nòi chứ không phải là dặn vừa đâu quý vị ạ. Và một lần nữa, chú rể và cô dâu Nguyễn Vĩnh Kỷ và Christine Võ. Thanh Trì hai con. Và để nhường lại sân khấu cho một cái dàn bride mấy mà nãy giờ quý vị biết là các em chờ rất là lâu mà tập dượt rất. Let's go, take it away. Thank you.
Bao
cô Cầm Thơ, và hình như là tôi sống trong gia đình của cô mỗi ngày vậy đó. Bởi vì tôi nghe, tôi coi cái YouTube của cô, tất cả những điều xảy ra trong gia đình tôi đều có thấy, và rất là yêu thương gia đình này. Bởi vì cha mẹ con cái đoàn kết với nhau và yêu thương rất nhiều với nhau. Và tôi cũng xin chúc cho hai cháu được trọn đời hạnh phúc bên nhau và thật là thành công mỹ mãn. Rồi đi giữa con đường, đưa ta suốt đời về nơi xứ thiên đường. Ơ mẹ Maria, người yêu ơi hãy về, người yêu dấu ơi nỗi sầu. Kề vai và tay nắm tay rồi, đời thôi vắng tanh lẻ loi kết đôi rồi. Từ nay lòng ấm đời thôi hết ngoài. Ave Maria. Bây giờ là cô dâu chú rể là sẽ hát luôn nha quý vị. Cái bài này là Hơn Cả Yêu, không biết là anh Hùng ơi, anh bật cái bài Hơn Cả Yêu không ạ? Ban nhạc đánh cái bài Hơn Cả Yêu không ạ? Để cho cô dâu chú rể hát nha. Cô dâu chú rể ơi, bây giờ mình chụp hình tí xíu đi rồi mình sẽ hát ha. Quý vị thấy cái thế hệ kế tiếp chúng ta có tuyệt vời không ạ?
sau này là Duy Minh xin ca sĩ Ngọc Thúy chuẩn bị nha, ca sĩ Ngọc Thúy chuẩn bị sau cái bài này nha. Bây giờ mình chụp vài tấm hình lưu niệm, mình sẽ có là con dâu chú rể đến cống hiến quý vị bài Hơn Cả Yêu. 1, 2, 3 vô quý vị. Một hai ba vô ha. 1, 2, 3 vô. Rồi bây giờ Duy Minh xin được mời cô dâu chú rể lên sân khấu. Hai em sẽ hát bài Hơn Cả Yêu. Đây kỹ đây cái mặt của em. Con lời đẹp như đang diễn ra trong một đêm. Ôi